Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái cây để mà lại cái những cái bông sầu riêng đầu cành rất là đơn giản mà hiệu quả nhá. Mình chuẩn bị một cái khò, rồi một sợi dây co, rồi một cái cây mà để cọ bình đa năng này, mua cho siêu thị có 15.000 cái à? Nè, nó như vậy nè, đó. Mình chế cho các bạn coi nhá. Lại một cây sào nữa, một cái sào dài dài mà mình mua cây inox này. Phi 20 21 cho nó nhẹ nha các bạn. Cái nhôm nó sẽ ấy. Đấy, cái cây nó như vậy nè. Bây giờ mình tắt mình chia khoảng cái chừng 2 2/3 ở dưới, một phần mình lấy một phần ở trên. Mình tắt ra vậy nè. Đó. Mình tắt ra vậy nè. Xong mình lấy cái đầu trên này mình bẻ xuống nha các bạn. Đó, mình bẻ xuống làm sao để cho ra chữ V như vậy nè. Đó, nó là cái chữ V vậy nè, xong mình bóp nó vô. Đó, mình bóp nó vô thì nó sẽ ra cái chữ V như vậy. Đó. Cái chữ V này nó rất là hại nha, để mình lại bông tới này. Còn bây giờ mình sẽ khò nó. Mình sẽ dùng lửa mình khò nó cho nó cứng nha. Đó, mình khò nhẹ đó. Mình khò để cho nó săn hết lại cho nó cứng lại nha, chứ chứ để dài như vậy nó mềm lắm, mình mềm như vậy nó mình không có lại được đâu. Lại những cái bông đầu cành, bông to là cũng xử lý được luôn nha. Đó. Rồi xong, đó nó ra như vậy nè. Mình làm như vậy á, nó sẽ không bị hư da sầu riêng. Không có hư cái da cành sầu riêng mà bông lại rất là dễ. Đây chữ V như thế này. Đó. Cái này nó lợi hại cái chỗ như vậy nè. Nó có một cái đường cong như vậy nè. Đó. Tí mình cột vô cái cây á, mình sẽ chỉ cho các bạn là cái chỗ đường cong này lợi hại lắm nè. Rồi, giờ mình cột cho nhá. Vậy thôi đó. Đó, bây giờ mình mà cột vô á thì nó có một cái chữ nó có một cái khớp xuống như vậy nè. Đó, một tí mình lại nó dễ. Mình cột vô nha các bạn. Rồi xong rồi đó, nhanh chưa? Đúng vậy, rất đơn giản vậy thôi đó, rất là đơn giản ha. Đây mình quay kỹ lại cho nè, đây mình quay kỹ lại nha. Đây đó, mình cột vô thì bây giờ á, nó có một cái khớp V như vậy nè, để có gì á, những cái bông nào á mà mình không có lại tới được thì mình dịch lại nhá, nó như cái móc vậy đó. Rồi cái này là cái chữ V như vậy đó, mình gắn cho cái nhôm như vậy cho nó tiện ha. Bây giờ ví dụ bây giờ mình đi đi tỉa một cái ít sầu riêng cho bạn, có một cách bạn còn ví dụ đây ha, đây nè, những cái bông sầu riêng nè, nó leo ngoe ngoài đầu cành nè. Đó, còn mình để bông trong này nhá, mình để bông trong này, cành sầu riêng mình để bông trong này, còn những cái bông đầu cành này nè, đó mình lại nè, đó mình chỉ cần việc mà mình đưa vô và mình lại tới nè, đó rất hết nè, yeah. Rất là đơn giản ha. À, cái bông à. Đó, vậy là rớt hết nè. Đưa vô mình trả cái là rớt hết nè. Đó, thấy chưa? Ví dụ những cái cành ở trên cao mình không rải tới được thì mình cũng sử dụng cái cây sào này rất là lợi hại nhá. Ví dụ cái
cây này. Bây giờ mình đi tới những cái chỗ nào mà nó cao thật cao học ấy. Đây, ví dụ nè, ở đây nó có một cái chùm sầu riêng là nó rất là cao như này nè. Mình không cần phải leo thang nhé, là mình đưa cái chiếc ve cho mình lại thôi, mình chặt cái lá rớt à, đó thấy chưa, nhà nó rớt xuống này nè, đó các bạn thấy không, đó những cái đầu cành này nè, những cái đầu cành này nè mà mình không có tới nè, đó mình lại nè, mình cứ lấy cái chữ V đó đó, mình lại tới, rồi những cái chùm nào mà mình muốn dịch lại á, thì mình lấy cái móc mình dịch lại. Ví dụ nhé, mình ví dụ một chùm cho các bạn coi nè. Ví dụ chùm này đi, đó, mình lấy cái móc này nè, mình móc lại nè, đơn giản nè, dịch cái là đứt à, đó thấy chưa, đứt liền, đó. Vậy nha các bạn, chúc các bạn có một mùa sầu riêng thành công nhé. Rồi mình đi lại bông đây, chào các bạn, bye bye. Nếu mà ai mà thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ, đăng ký kênh giúp mình nhé, mình cảm ơn các bạn nhiều, bye bye.